dịch chuyển được. Mười sáu cái phần tôi cùng bảy là thế nào? Nếu bạn hoặc người thân mắc bệnh tiểu đường thì đây là trợ thủ đắc lực cho bạn mỗi ngày, giá cả hợp lý, phù hợp mọi đối tượng sử. Với cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bản tin tổng hợp COVID trong nước và thế giới ngày 7 tháng 7. Bản tin hôm nay có những tin chính. Mùng 9 mà là có đứa quay rồi như thế nào? Là đến ngày mà là có đứa đến nó quay. Quý vị đang đến với bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBC. Bản tin sáng nay ngày 9 tháng 7 sẽ có những tin chính. Tại Việt Nam siết chặt phòng chống dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh dừng dịch vụ ăn uống mang về.